Thưa quý vị, hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022 tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu là cơ hội để các đội thi của tỉnh nhà có điều kiện tham gia. Chính vì thế, 4 đơn vị gồm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Vũng Tàu, Trường Trung cấp Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật Miền Nam đã mang đến hội thi 11 thiết bị nổi bật của mình để tranh tài với các đơn vị đến từ 57 tỉnh thành phố khác. Trong ngày thứ ba của hội thi, Bà Rịa Vũng Tàu có 4 thiết bị dự thi, trong đó Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu có 3 thiết bị, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu 1 thiết bị. Đây là thiết bị hệ thống quản lý kho hàng tự động của nhóm tác giả đến từ khoa điện, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu. Với mong muốn giúp sinh viên quan sát cụ thể, thực hành tận tay, các giảng viên của trường đã nghiên cứu và chế tạo mô hình thiết bị hệ thống quản lý kho hàng tự động thu nhỏ với đầy đủ các bộ phận và tính năng của một kho hàng tự động trong thực tế. Chúng tôi đã cố gắng tạo làm ra một cái mô hình làm sao mà để các em nó có thể dễ dàng lắp đặt, thực hành và có cái tính hấp dẫn. Do số lượng máy ép nhựa thiếu, máy ép nhựa hiện có của trường vận hành phức tạp, khi xảy ra lỗi phải mất nhiều thời gian cũng như kinh phí để khắc phục. Máy ép nhựa lớn đòi hỏi các bộ khuôn lớn, nặng, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến an toàn cho người vận hành. Kiến thức truyền đạt cho sinh viên trên lớp mới chỉ mang tính lý thuyết, nên các giảng viên dạy nghề cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu đã thiết kế mô hình máy ép nhựa mini nhằm giúp việc giảng dạy học tập của sinh viên hiệu quả hơn. Với cái mô hình máy ép nhựa mini này thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Ví dụ một cái máy lớn thì có thể đầu tư 2 đến 3 tỷ, còn khi mình sử dụng những cái mua vật tư và gia công cũng như là sử dụng máy ép trường thì nó khoảng 30 triệu. Còn đây là mô hình xe điện cũng đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu. Mô hình này được thiết kế, chế tạo gọn nhẹ, ít kinh phí, thể hiện đầy đủ phần động cơ điện, hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển, hệ thống điện thân xe. Mô hình giống với ô tô thực tế, không chỉ giúp sinh viên thực hành hiệu quả, mà còn tạo ra sự hứng thú cho các em hơn trong học tập và thực hành. Nhóm chúng tôi đã nảy sinh cái ý tưởng thiết kế cái mô hình xe điện này để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập một số cái mô hình, một số cái mô đun. Và trong thời gian năm qua thì chúng tôi cũng đã giảng dạy và học sinh thực tập cũng rất là tích cực. Mang đến hội thi mô hình cắt phôi, gia công và phân loại sản phẩm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu cũng đặt nhiều kỳ vọng đạt giải. Bởi mô hình này đã giúp khắc phục tình trạng một số môn học, mô đun rời rạc, đơn lẻ, chưa sát với thực tiễn sản xuất. Phương thức điều khiển giao tiếp đơn giản chưa đáp ứng công nghệ điều khiển 4.0. Mô hình này sẽ giúp cho các em học sinh sinh viên rèn luyện các kỹ năng đấu nối, lắp đặt và bảo trì các trạm của hệ thống cơ điện tử. Qua đó để cho các em có một cái khái niệm, cái nhìn khách quan về điều khiển tự động hóa, từ đó rèn luyện được cái kỹ năng nghề, tiếp cận công nghệ mới và sẽ có cái khả năng làm việc độc lập sau khi các em đã tốt nghiệp. Nhóm tác giả của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Vũng Tàu đem đến hội thi mô hình điểm tham quan tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng, nhằm giới thiệu về hoạt động đào tạo của trường đang ngày càng gắn với thực tế, sinh động và hiệu quả hơn, đồng thời cho thấy được sự sáng tạo, nỗ lực của đội ngũ giảng viên nhà trường. Mô hình này giá thành chỉ bằng 1/3 so với giá thành nếu như chúng ta đặt làm tại ngoài. Những cái sản phẩm của cả cái đơn vị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là đơn vị chủ nhà là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu tham gia, thì tôi thấy về thứ nhất là về cái ứng dụng khoa công nghệ rất là tốt, rất là hiệu quả, và cái tính trực quan, tính sư phạm nó gần với thực tiễn, điều đó nó mang lại cái giá trị về tính sư phạm trong đào tạo nghề rất là tốt. Trong ngày 13 tháng 10, hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022 sẽ tiếp tục diễn ra. Bà Rịa Vũng Tàu có 4 nhóm tác giả đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật Miền Nam dự thi.